Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas trong bối cảnh hoạt động vận chuyển hàng viện trợ cho người dân ở dải Gaza đang đình trệ. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông, đặc phái viên Tom Wennesland đã kêu gọi các bên tăng gấp đôi mọi nỗ lực và quay lại bàn đàm phán ngay lập tức và với thiện chí. Ngoài ra, ông cũng nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn của Liên Hiệp Quốc đối với các nhà hòa giải và sẵn sàng hỗ trợ việc thực hiện thỏa thuận giữa Israel và Hamas. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel ở Rafah sẽ làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực. Bên cạnh đó, các quan chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo hàng viện trợ cho Gaza đang tắc nghẽn ở Ai Cập vì cửa khẩu vẫn bị đóng cửa và cơ quan này cũng không nhận được chuyến hàng nào từ cầu tàu do Mỹ mới xây dựng trong hai ngày qua. Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, đồng thời khẳng định hiện không có nguồn hàng để cung cấp bất kỳ hỗ trợ đáng kể nào cho người dân Gaza. Cơ quan bầu cử Iran đã thông báo sẽ tổ chức cuộc bầu cử bất thường để bầu ra tổng thống mới của nước này vào ngày 28 tháng 6 tới. Quyết định đưa ra sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi cùng một số quan chức khác của Iran tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày 19 tháng 5. Cơ quan bầu cử Iran cho biết cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 trong lịch sử nước này sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6. Hội đồng giám hộ Iran, cơ quan có trách nhiệm thẩm định tư cách ứng cử viên, sẽ nhận các đơn đăng ký của các ứng cử viên tổng thống từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Trong khi đó, từ 20 tháng 5, Iran sẽ tổ chức quốc tang kéo dài 5 ngày, bắt đầu bằng một buổi lễ ở Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan, trước khi thi thể các nạn nhân được đưa về Tehran. Lễ tang tại thủ đô dự kiến sẽ do nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei chủ trì. Hôm nay, Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán vòng 2 về chia sẻ chi phí cho việc đồn trú của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nhằm xác định mức đóng góp của Seoul cho chi phí duy trì hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc từ năm 2026. Theo kế hoạch, vòng đàm phán sẽ kéo dài 3 ngày tại Seoul. Việc hai nước khởi động các cuộc đàm phán sớm hơn dự kiến cũng xuất phát từ những lo ngại về khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng, có thể tái đắc cử. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Washington đã yêu cầu Seoul tăng gấp 5 lần khoản thanh toán lên 5 tỷ đô la Mỹ. Theo hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn Mỹ mới nhất, Hàn Quốc đồng ý tăng 13,9% mức đóng góp từ năm 2019 lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho năm 2021 và tăng hàng năm trong 4 năm tiếp theo, phù hợp với sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của Seoul. Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào cuối năm 2025 sau 6 năm áp dụng.